Let's go. Xin chào các bạn. Đã là mình đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cái kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ đi ăn yuca béo nha các bạn. Ồ, mới vào đầu rem thì một từ like chắc AFK gì mà tế đàn rồi bạn ơi. Mình mới vào game thì mình làm gì ta? Cấp bùa chứ làm gì bạn? Kéo bùa nó ra, cướp thôi. Ngộ không không là cái gì chứ các bạn ạ. Hai xác nhậu không luôn, còn đánh không lại Yuka nữa à. Đầu game nha các bạn. Gần thành công rồi bạn ơi. Chẳng có ai hay biết gì. Lên đến anh là mình phải đi cướp rừng nha các bạn. Còn anh dưới thì cướp rừng chẳng tốt. Phá rừng không cướp được thì phá. Không ăn được cơm thì phá nồi. Đó, bắt đầu mình farm lính. Xong rồi mình sẽ làm gì các bạn? Mình qua mid các bạn. Mình hỗ trợ mid. Không nên để thời gian rảnh rỗi quá nhiều. Vì thế địch sẽ farm và thoải mái đi đi gank nha các bạn. Mình phải gank tiếp bò mình. Mid không qua tiếp mình thì mình qua tiếp mid. Đó, lùi lùi bạn ơi. Ui, đánh luôn. Thôi thôi, lùi lùi lùi. Lùi lùi không được, không được. Bạn thấy nhậu không không? Nhậu không, nhậu không trong gần mình. Đó, thấy không? Đập tôi nè. Đây nè, làm sao mà bọc phá chúng tôi được? Quê chưa, quê chưa. Ờ, đứng trong trụ là một cái về thôi. Chờ địch bay vô đó bạn. Bây giờ mình kéo chiêu 2 là mình có thể vuốt lên mình đánh nó được. Mình hạ gục nó trong trụ luôn bạn. Trụ sát thương gấp đôi à. Mình sợ gì? Mình sợ Yuka mà. Biến về làm bầu vụ bạn thôi. Không được rồi, không được rồi, được rồi. Thôi về luôn bạn ơi. Hết máu rồi. Oh, mid đang làm gì xôn xao quá bạn ơi. Căng thẳng quá. Những trận tên anh mà đi đơn á bạn. Nhất là ban đêm thì đánh gọi á. Căng thẳng lắm bạn ơi. Double kill cho anh bụng bự rồi. Đánh chuột nha các bạn. Đánh chuột được nhiều đánh. Xong về farm farm lính bạn ơi. I can't fight on an empty stomach. Phá gừng, phá gừng luôn, phá gừng luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Phá gừng luôn, phá gừng luôn. Không cho gừng farm luôn. Không cho gừng farm luôn. Lấy bộ luôn. Phê quá đi. Dám gào. Làm gì dám gào bạn. Yuka đầu game. Khỏi chê vào đâu luôn. Mà xài Yuka là bạn phải đi hết map luôn. Nó rất là cơ động. Nó là sát thủ đấu sĩ. Rất là cơ động. Ôi cũng không được rồi bạn. Về chụp thôi. 1 đánh 2 không được đâu. Không chết cũng què. Gần gần nữa nè. Gần nữa nè. Gừng gừng nữa bạn ơi, gừng nữa bạn ơi, gừng nữa. Ba lần không được đâu. Không được rồi bạn ơi. Gừng nữa, vừa lấy gà tới. Lùi luôn, lùi luôn. Mình chấp nhấp nhấp biến về tới đàn là mình vụ đó đó bạn. Mình vụ nó bay vô đó bạn, bay vô trụ đó. Nhưng dễ gì. Canh này cũng hơi khó vụ. Để theo ta. Well met, friend. Thôi thôi không được rồi, biến nhiều luôn đi. Các bạn thường hay hỏi mình đó, là hỏi anh có kén game không? Có vẻ như là hỏi mình là có chơi game kén hay không?
Sao thấy anh sao kén game cái gì? Thì thường thường á, anh chơi á là mình phải lấy một cái lượng kiến thức nhỏ về trong cái game. Thứ hai là mình giải trí. Thì hồi ngày xưa á, ngày còn mà FIFA 3 thì anh cũng có chơi giải trí. Bên cạnh đó thì chơi FIFA đó anh giúp cho anh biết luật chơi về thể thao, về môn bóng đá và về cầu thủ, thông tin các cầu thủ như thế nào này nọ đồ. Chứ anh đâu có tự nhiên anh biết luật chơi bóng đá hay là cái gì đâu. Từ khi anh chơi FIFA 3 thì anh biết các thông tin như vậy thì nó cũng bổ ích cho mình. Thì bên cạnh mình biết thêm nhiều cái thông thông tin về thể thao đó đó thì mình cũng dạng như là mình được xả stress sau một ngày học tập làm việc mệt mỏi. Chứ chơi game thì cũng có hai mặt của nó, cái nào cũng vậy, cũng có mặt tích cực tiêu cực của nó. Ôi trời, nãy giờ mình đi xa quá các bạn ơi. Thôi thôi đi đi, thôi thôi ra 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 mít, ra mít, ra mít bạn, gắng lấy trụ mít bạn ơi. Mình chơi thì không hay, mình chỉ là chia sẻ những cái cuộc sống này, chia sẻ những cái mà những cái vui buồn trong 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 cái mà đời thường thôi, chứ mình chơi cũng bình thường thôi, tin anh cao thủ cho lại. Now. Ra biết nhưng mà có gừng thì phá gừng luôn. Qua nhậu, qua cho nhậu không sung rồi, nhậu không có đồ rồi, có đồ rồi, lên được thánh ký mày, sung lắm. Sung sung chứ có làm gì được mình. Giết xe ôm ham lắm, ham ôm người ta lắm. Ấn tứ luôn, ấn tứ luôn đó, siêu việt. Tê quá bạn ơi, 4-0 rồi, double nữa đây. Tê quá. Vô cần phá luôn bạn ơi, anh không được nhiều chủ đâu. Food now, battle later. Advance on the enemy, Wukong. Về về luôn, hết máu rồi, hết máu rồi. Pursue the enemy, Wukong. Các bạn nào có chơi Liên Quân thì hãy comment xuống dưới nha. Mình lập team mình chơi chơi chung giải trí thôi, mang tính giải trí thôi. Chứ chơi mà ẩu đả rồi chửi cái này cái nọ mình không thích. Chơi mang tính giải trí thôi. Những ngày mệt mỏi rồi mà mình còn lên game mà mình căng thẳng nữa thì thôi không có được đâu. Trận này chắc được một sao quá các bạn. Đội bên kia chơi chơi gờ gạt quá. Rồi thôi rồi các bạn ơi, dướng chiêu rồi, mắc chân rồi. Buồn quá đi. Hu hu hu, bể bụng rồi, nằm một đống chỉnh hình luôn. Thường thường Yuka nằm xuống cái là cái bụng chỉnh hình trên nè, còn nhậu không thì lại khác, nhậu không á nằm sấp mặt. Nhậu không nãy giờ vẫn chết hơi nhiều quá này. Rồi, lên 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 nguyên rồi các bạn ơi, ăn con bùa xanh đi. Never stray from the path to enlightenment. Không biết đồng đội mình có an toàn thằng không sao mà
rồi gạt quá. Thôi thôi thôi, để cho Wehen ăn đi. Cho Wehen mana đi, mình cũng không có xài gì mana đâu. Đẩy lính cao lên các bạn, đừng để lính tràn xuống, đẩy lính cao lên. Còn muốn đi hỗ trợ, hỗ trợ. Đó là vấn đề cơ bản nhất để mình chơi chơi game được lên ganh đấy bạn. Rồi đó, nhậu không thì không được. Nhậu không nha, chết được là chết quà luôn bạn. Nó xanh thì nó đập phê lắm, chiến mạng phê lắm. Còn nó mà chết là chết chết bại luôn. Your team has destroyed a tower.